cho em hỏi có anh Hoàng Trung Thắng không ạ? Đúng rồi em. Dạ em ra qua anh ơi. Ờ, à, cho xe vào đi em. Dạ. Anh ơi, anh ký xác nhận giúp em. Ok em. Em cảm ơn. À anh ơi, có thanh toán không giúp em? Ủa chưa thanh toán này em? Dạ chưa. Thêm bao nhiêu em? Dạ 150 triệu. Trời, thì tiền đâu bây giờ? Anh còn có 50 triệu à? Còn có 50 triệu à? Thôi em cầm lấy đi rồi tí lại chuyển khoản lốt cho. Nha. Dạ. Ừ. Dạ rồi em cảm ơn em nha. Dạ. Alo, vừa nghe chồng yêu. Ủa sáng vợ mua hoa hả? Đúng rồi. Thì mua gì mà nhiều như vậy? Hôm nay là ngày sinh nhật của anh nên em tặng anh đó. Trời ơi, mua hoa tặng sinh nhật chồng mà bắt chồng trả tiền. Vợ anh mà thôi. Sợ thật đấy chứ. Thế mới là vợ Hoàng Kim Khánh chứ. Rồi, cảm ơn vợ nhiều nha.